Hải quân Nga đáp trả cuộc tập trận mới của NATO. Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, sau lễ nhậm chức của Tổng thống Putin, thì cả Ukraine và NATO đang giáo diết lên kế hoạch để đối phó với Nga. Đặc biệt là cuộc diễn tập mới của NATO vào tháng 5 tới đây. Trước tình hình, Moscow bắt đầu chuẩn bị các bài tập sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược. Bên cạnh đó, người ta cũng đang thảo luận về một trong ba kịch bản về kế hoạch của ông Trump cho Ukraine. Vậy thì chi tiết sẽ như thế nào đây? Mời quý vị cùng đón xem ngay sau đây. Hải quân Nga đáp trả cuộc tập trận mới của NATO Vào tháng năm này, cuộc tập trận Dynamic Mongosi 2024 của NATO sẽ diễn ra ở phía đông bắc của Đại Tây Dương với sự tham gia của thành viên mới là Thụy Điển. Đây cũng là lần đầu tiên mà Thụy Điển tham gia với tư cách là thành viên của Liên minh. Kể từ năm 2012, hoạt động diễn tập tác chiến chống tàu ngầm ở Bắc Đại Tây Dương đã được Hải quân NATO khôi phục và duy trì. Tuyến chống tàu ngầm Fajaya và Island là tuyến phòng thủ của NATO ở Bắc Đại Tây Dương, trải dài giữa Greenland, Ireland, Anh và Na Uy. Tầm quan trọng chiến lược của tuyến này được thể hiện rõ ràng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Khi mà trận chiến tại Tây Dương diễn ra giữa lực lượng đồng minh và Green Marine của Đức, trong chiến tranh lạnh, nó đã trở thành tuyến phòng thủ chống lại tàu ngầm Liên Xô. Các cuộc tập trận của NATO thường có sự tham gia của khoảng 10 đến 15 tàu khu trục của hải quân các nước như là Hoa Kỳ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan cùng nhiều quốc gia khác nhau. Ngoài ra thì các tàu ngầm hạt nhân và phi hạt nhân, các tàu nghiên cứu cũng như là các phương tiện không người lái dưới nước cũng có thể tham gia. Địa điểm chính cho cuộc diễn tập này là căn cứ không quân Keplavik nằm trên lãnh thổ Ireland. Ngoài ra thì còn có các căn cứ không quân ở Anh và Na Uy. Trong các cuộc diễn tập, thì các lực lượng mặt nước, tàu ngầm và không quân được thực hành trong các cuộc chiến chống lại tàu ngầm của kẻ thù tiềm tàng, chiến thuật, sự tương tác và hiểu biết giữa những người tham gia cuộc tập trận được thực hiện. Các biện pháp cũng được thực hiện để bảo vệ cảng biển và thông tin liên lạc trên biển. Triển khai và sử dụng các nhóm tìm kiếm, tấn công của hải quân tại các tuyến chống tàu ngầm trong vùng biển. 15 tàu chiến từ 10 quốc gia đang tham gia cuộc tập trận hiện nay dưới sự bảo trợ của lực lượng thường trực số 1 của NATO, đặc biệt là các tàu khu trục của Hải quân Đức F-218, F-831 của Hà Lan, F-311 và F-312 của Na Uy, F-102 của Tây Ban Nha, F-79 của Anh. Năm tàu ngầm đã được thông báo là sẽ tham gia, bao gồm các tàu ngầm phi hạt nhân của Na Uy và Hà Lan, cũng như là Thụy Điển. Hiện thì chưa rõ tàu ngầm hạt nhân của Mỹ có tham gia hay không và có những nghi ngờ nghiêm trọng về sự tham gia của các tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân của Anh. Máy bay chống tàu ngầm của Canada, Đức, Na Uy, Anh và Mỹ cũng sẽ tham gia. Được biết rằng, Thụy Điển là quốc gia có trường phái đóng tàu dưới nước độc đáo của riêng mình. Vào năm 1957-1962, nước này thậm chí còn phát triển cả tàu ngầm hạt nhân. Các kỹ sư Thụy Điển đã cố gắng để tạo ra một nhà máy điện độc lập với không khí dựa trên công thức Stirling. Thiết bị đầy như vậy cho phép tàu ngầm ở dưới nước tới 30 ngày. Nhìn chung thì các tàu ngầm phi hạt nhân của Thụy Điển được các chuyên gia phương Tây đánh giá là một trong những nền tảng chiến thuật tiên tiến và thành công nhất về mặt công nghệ. Chúng rất yên tĩnh và có thủy thủ đoàn nhỏ. Đồng thời, chúng được tối ưu hóa cho các hoạt động ở biển Baltic. Điều này cho phép chúng được sử dụng tương tự như là các tàu ngầm diesel và điện của Nga. Hiện tại thì Thụy Điển đang chế tạo một dòng tàu ngầm phi hạt nhân mới thuộc dự án A26 có thể hoạt động trong vùng biển, và chúng có khả năng chịu tải sốc từ các vụ nổ dưới nước, có khả năng sử dụng nhiều phương tiện dưới nước khác nhau. Một trong những biến thể của dự án này là con tàu có thể mang theo bệ phóng thẳng đứng cho 18 tên lửa Tomahawk. Các tàu thuộc dự án A-19 Gotland được đóng vào năm 1992-1997 năm 1997, là những tàu ngầm nối tiếp đầu tiên trên thế giới của nhà máy VNEO. Con tàu dài 60 mét, có lượng giãn nước dưới nước là 1.600 tấn và thủy thủ đoàn khoảng 32 người. Được trang bị 6 ống phóng ngư lôi với sức chứa lên tới 18 quả ngư lôi. Tốc độ đạt 20 hải lý. Tại thời điểm này, thì đây là những chiếc tàu ngầm cuối cùng được chế tạo cho Hải quân Thụy Điển. Vào năm 2005, thì trong một cuộc tập trận, tàu Gotland đã vượt qua được lực lượng bảo vệ và đánh chìm tàu sân bay Mỹ Ronald Reagan một cách có điều kiện. Vào nửa cuối những năm 2010, con tàu gót được sửa chữa và hiện đại hóa. Nó cũng tham gia một cuộc tập trận Dynamic Mongosi năm 2015, cũng như các cuộc diễn tập khác. Mặc dù các cuộc tập trận này diễn ra ở vùng biển phía Bắc hoặc là biển Baltic, nhưng mà các tàu ngầm Thụy Điển vẫn chưa thực hành hoạt động ở vùng biển Na Uy. Do những đặc điểm của nó, tàu ngầm gót lân sẽ được sử dụng như là một phương tiện tương tự như các tàu ngầm đầy triển vọng của Nga để đối đầu với lực lượng phòng thủ chống tàu ngầm của Hải quân NATO các thủy thủ Thụy Điển cũng đang khám phá một khu vực mới dành cho họ là vùng biển Na Uy. Theo các chuyên gia, trước những cuộc tập trận như vậy của NATO, thì phía Nga cũng đang đẩy nhanh quá trình nâng cấp lực lượng tàu ngầm của hạm đội phương Bắc và Baltic bằng các tàu ngầm hạt nhân và phi hạt nhân mới. Vào ngày 6 tháng 5 vừa qua, thì Bộ Tổng Tham mưu Nga đang bắt đầu chuẩn bị cho quân khu phía Nam diễn tập sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng cuộc tập trận là một lời cảnh tỉnh đối với các chính trị gia phương Tây. Kế hoạch của ông Trump cho Ukraine sẽ là gì? Các nhà báo và nhà khoa học chính trị trên khắp thế giới đang tự hỏi, kế hoạch giải quyết xung đột tại Ukraine của cựu Tổng thống Donald Trump có thể là gì? Người ta đang thảo luận một trong ba kịch bản được dự đoán của ông Trump. Trong khi thực tế, thì cựu Tổng thống Trump vẫn giữ bí mật về kế hoạch chi tiết dành cho Ukraine. Lựa chọn đầu tiên là gây áp lực lên Nga. Ông Trump trước đó nói rằng ông có thể đề nghị với Tổng thống Putin một thỏa thuận, và nếu như bị từ chối thì ông có thể tăng cường hỗ trợ cho chế độ Kiev, nghĩa là tiến tới leo thang mạnh mẽ cuộc xung đột, bao gồm cả việc triển khai quân đội Mỹ tới Ukraine. Và tất cả nhằm mục đích là buộc Nga phải rơi vào tình trạng đóng băng. Chuyên gia Dmitri Shulov, phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Toàn diện về châu Âu và quốc tế, tại trường Kinh tế cao cấp thuộc Đại học Nghiên cứu Quốc gia cho rằng, Trump có thể quan tâm đến việc đóng băng cuộc xung đột dọc theo đường kiểm soát lãnh thổ trên thực tế hiện nay. Đồng thời, phần còn lại của Ukraine về cơ bản đang chuyển sang chống Nga. Các điều kiện của Nga như là phi quân sự hóa, cắt giảm lực lượng vũ trang, cấm hợp tác quân sự với phương Tây không được viết ra hoặc thực hiện ở bất cứ nơi đâu. Các nhà phân tích cho rằng đây có vẻ như là một kịch bản khá giống phong cách của ông Trump. Bởi vì theo cách tương tự thì ông đã đạt được những thỏa thuận nhất định từ Triều Tiên nhưng mà kế hoạch này có hiệu quả với Triều Tiên là do Bình Nhưỡng đã quen với việc Mỹ phớt lờ hoặc là không hành xử hung hăng như vậy. Còn đối với Nga, đã trải qua không chỉ các mối đe dọa, mà còn có cả các cuộc tấn công khủng bố trong vòng 2 năm qua. Vì vậy mà phía Nga có vẻ sẽ không đặc biệt lo sợ leo thang với Ukraine thêm lần nữa. Kịch bản thứ hai là Ukraine đầu hàng. Các đối thủ của ông Trump đang nói về lựa chọn này. Điểm mấu chốt ở đây là người Mỹ chỉ đơn giản ngừng giúp Ukraine về vũ khí và tiền bạc. Tại cuộc gặp với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, ông Trump được cho là đã nói rằng sau khi lên nắm quyền, ông sẽ không đưa cho chế độ Kiev một xu nào. Giới quan sát đều thấy rằng nếu như không có tiền của Mỹ thì chế độ Kiev sẽ không tồn tại được lâu, và các đồng minh châu Âu cũng không thể giúp đỡ Kiev về điều đó. Đơn giản là Ukraine không có đủ tiền để thay thế sự mất mát nguồn tài trợ của Mỹ và việc Mỹ rút khỏi dự án Ukraine sẽ củng cố lập trường của thủ tướng Orbán và các nhà lãnh đạo châu Âu khác ủng hộ việc chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên theo các chuyên gia, có vẻ như lựa chọn này khá phù hợp với lợi ích quốc gia của Mỹ. Người Mỹ đã đạt được một số thành công nhất định tại Ukraine. Mối bất hòa đã được tạo ra giữa Nga và châu Âu trong một thế hệ và EU đã suy yếu, đó là điều mà Washington đã đạt được. Trong mọi trường hợp Nga sẽ phải dành nguồn lực để khôi phục các vùng lãnh thổ mới và người châu Âu sẽ phải đường đầu với cuộc khủng hoảng kinh tế mà họ phải gánh chịu từ cuộc xung đột. Đồng thời, việc Ukraine đầu hàng sẽ góp phần giải quyết một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Tổng thống Trump. Đó là làm suy yếu liên minh giữa Nga, Iran, Trung Quốc và Triều Tiên mà Thủ tướng Anh Merkel đã gọi là trục của cái ác. Theo các chuyên gia phương Tây, cách dễ nhất để phá vỡ trục ma quỷ là loại bỏ Nga khỏi cấu trúc này. Nhưng để làm được điều này, thì chuyên gia cho rằng ông Trump sẽ đề xuất trao đổi Ukraine để hạ nhiệt mối quan hệ giữa Moscow với Tehran và Bắc Kinh. Nhưng mà nếu việc kết thúc xung đột được bổ sung bằng việc Mỹ từ chối can thiệp vào công việc của Nga trong không gian hậu Xô Viết, thì việc ổn định dần dần các mối liên hệ giữa Nga và phương Tây sẽ dẫn đến việc Nga bắt đầu lại để cân bằng giữa phương Tây và phương Đông. Và nhược điểm của kế hoạch này đối với Mỹ sẽ là hậu quả chiến lược của việc thu cuộc trong cuộc xung đột tại Ukraina. Điều này sẽ ảnh hưởng đến thời kỳ thống trị của Mỹ, làm suy yếu các thể chế quản trị toàn cầu do Washington kiểm soát và sự chia rẽ trong các liên minh xuyên đại Tây Dương và châu Âu sẽ xem xét việc Mỹ đơn phương rút khỏi cuộc xung đột như một phần phản bội thực sự. Tuy nhiên thì phương án thứ ba sẽ giúp giải quyết vấn đề này thông qua vòng đệm của Ukraina, nghĩa là ép Ukraina ngồi vào bàn đàm phán. Các quan chức Mỹ ở mọi cấp đều nói rằng mục tiêu hành động của họ là bảo vệ chủ quyền của Ukraine, nhưng mà chế độ Kiev phải xác định biên giới lãnh thổ của mình một cách độc lập. Hay nói cách khác, ông Trump có thể cố gắng để ép Ukraine ký thỏa thuận với Nga để công nhận các vùng lãnh thổ mới của nước này. Sau đó, thì Washington sẽ chính thức đồng ý với quyết định của Kiev và tuyên bố chiến thắng dưới hình thức là bảo vệ chủ quyền của Ukraine. Nhưng mà vấn đề ở đây là sẽ không dễ để ép Ukraine ngồi vào bàn đàm phán, bởi vì chế độ Kiev có mức độ độc lập nhất định và dựa vào một số lượng lớn diều hầu ở Mỹ và EU. Quan điểm của họ là sự cần thiết của một cuộc chiến với Nga đến người Ukraine cuối cùng. Vì vậy mà ông Zelensky khó có thể tuân theo mệnh lệnh đầu hàng của ông Trump và sẽ tìm cách dựa vào Anh, Pháp. Điều này sẽ buộc Tổng thống Mỹ quay trở lại những hành động đơn phương đầy rủi ro. Các chuyên gia nhìn nhận, nếu nói về lợi ích của Nga thì phương án thứ hai là phương án tốt nhất. Kịch bản thứ ba cũng không tệ vì nỗ lực ép ông Zelensky ký thỏa thuận ít nhất sẽ dẫn đến sự xấu đi trong quan hệ Mỹ và Ukraine. Nhưng mà cho tới nay thì kế hoạch thực tế vẫn chưa được ông Trump tiết lộ. Tất cả ba kịch bản trên đều là những dự đoán của các chuyên gia về những gì có thể xảy ra mà thôi. TikTok kiện chính quyền Biden về luật buộc thoái vốn. Tờ The Epoch đưa tin, TikTok vào hôm ngày 7 tháng 5 đã đâm đơn kiện chính phủ Mỹ để ngăn chặn một dự luật mới yêu cầu bán ứng dụng từ công ty mẹ Trung Quốc hoặc lệnh cấm ứng dụng này đối với các cửa hàng ứng dụng và dịch vụ lưu trữ web. Khoảng 2 tuần trước, Tổng thống Joe Biden đã ký dự luật này thông qua cả hai viện lập pháp với sự ủng hộ rộng rãi của lưỡng đảng. Theo đó, thì luật mới yêu cầu TikTok phải thoái vốn khỏi công ty mẹ ở Trung Quốc hoặc sẽ bị cấm ở Mỹ vì lo ngại an ninh quốc gia. Trong hồ sơ gửi lên Tòa Phúc thẩm Liên bang tại Washington, TikTok đã thách thức tính hợp hiến của luật mới với lý do là chính quyền Biden đã vi phạm các quyền của tù chính án thứ nhất của TikTok và hàng trăm triệu người dùng của nó vì lo ngại an ninh quốc gia. Luật mới đặt ra thời hạn ban đầu cho việc bán TikTok là vào tháng 1 năm 2025. Và Tổng thống Biden có thể quyết định gia hạn thời hạn thêm 3 tháng nữa để thương vụ hoàn tất. Các nhà lập pháp ủng hộ luật mới lập luận rằng, đây không phải là lệnh cấm mà là sự thoái vốn nhằm ngăn chặn Đảng Cộng sản Trung Quốc truy cập vào dữ liệu người dùng ở Mỹ, và một thuật toán thuộc sở hữu của công ty Biden, công ty mẹ Trung Quốc của TikTok, có khả năng ảnh hưởng đến người Mỹ. Tuy nhiên, thì công ty TikTok vẫn khẳng định rằng họ chưa và sẽ không chia sẻ dữ liệu người dùng Mỹ với chính quyền Trung Quốc. Theo luật phản gián của Trung Quốc, Biden phải bàn giao dữ liệu về người dùng Mỹ nếu được yêu cầu. TikTok đã gọi dự luật mới là lệnh cấm. TikTok nói trong đơn thỉnh cầu lên tòa phúc thẩm Hoa Kỳ cho khu vực quận Colombia như sau. Lần đầu tiên trong lịch sử, Quốc hội đã ban hành luật cấm vĩnh viễn một nền tảng phát biểu có tên trên toàn quốc và cấm mọi người Mỹ tham gia vào một cộng đồng trực tuyến duy nhất với hơn 1 tỷ người trên toàn thế giới. Không còn nghi ngờ gì nữa, đạo luật này sẽ buộc TikTok phải đóng cửa trước ngày 19 tháng 1 năm 2025. Alex Ubiles, cố vấn chung của Ethereum Name Service, một công ty dịch vụ blockchain có trụ sở tại Singapore Đại diện cho các nhân viên của TikTok đã thách thức lệnh điều hành của chính quyền Trump cấm TikTok vào năm 2020. Ông Alex Ublis nói rằng, vụ kiện về cơ bản là vì quyền tự do ngôn luận và an ninh quốc gia. Tòa phúc thẩm liên bang ở Washington chuyên xử lý các vụ án thách thức luật pháp Hoa Kỳ. Ông Ublis cho rằng, các thẩm phán ở đó thường không muốn nghi ngờ một sự luật mà quốc hội đã thông qua và tổng thống đã đồng ý. Ông cho biết tòa án sẽ phải đưa ra hai khái niệm pháp lý hấp dẫn để chống lại nhau, tự do ngôn luận hay là an ninh quốc gia. Theo ông, mặc dù những lo ngại về an ninh quốc gia là có cơ sở, nhưng mà vấn đề cốt lõi là sự cân bằng giữa tự do ngôn luận và an ninh quốc gia và liệu luật có nên được viết theo kiểu hiện nay hay không. Quốc hội đã đưa ra các biện minh về an ninh quốc gia từ các cuộc họp báo tình báo mật, như là Thượng nghị sĩ Mark Warner đã giải thích Tại cuộc tranh luận tại thượng viện vào ngày 23 tháng 4, ngay trước khi dự luật TikTok được thông qua như một phần của gói viện trợ nước ngoài, trong một tuyên bố gửi qua email, Thượng nghị sĩ Warner đã nói rằng, thử thách pháp lý của TikTok không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, như tôi nghĩ, luật này không có nghĩa là cấm dịch vụ mà là một nỗ lực nhằm giải quyết quyền sở hữu nước ngoài của nó, bắt nguồn từ lợi ích an ninh quốc gia kéo dài hàng thập kỷ trong việc đảm bảo rằng cơ sở hạ tầng truyền thông cốt lõi không dễ bị tổn thương sự thao túng của nước ngoài. Hạ nghị sĩ John Molina, Chủ tịch Ủy ban lựa chọn Hạ viện về Trung Quốc, cho biết rằng Quốc hội và cơ quan hành pháp đã kết luận dựa trên cả thông tin công khai và thông tin mật mà TikTok đặt ra. Một nguy cơ nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia và người dân Mỹ, người ta nói rằng TikTok thà dành thời gian tiền bạc và công sức để đấu tranh trước tòa hơn là giải quyết vấn đề bằng cách phải chia tay với chính quyền Bắc Kinh. Cựu Chủ tịch Ủy ban về vấn đề Trung Quốc, Hạ nghị sĩ Mike Gallopher đã giới thiệu dự luật TikTok tại Hạ viện và là lực lượng chính thúc đẩy việc thông qua dự luật này. Thượng nghị sĩ Brian Schaap đã nói rằng, việc buộc thoái vốn không phải là đóng cửa. Nếu như Biden không muốn TikTok bị đóng cửa ở Mỹ, tất cả những gì họ phải làm là bán nó với số tiền khổng lồ. Trước đó, thì Ủy ban Hạ viện Trung Quốc đã yêu cầu Ủy ban Thương mại Liên bang FTC điều tra xem liệu TikTok có vi phạm luật hay không khi mà thúc đẩy người dùng dưới 13 tuổi vận động quốc hội để chống lại dự luật bán công ty mẹ từ Trung Quốc. Trong một lá thư gửi Chủ tịch FTC Lina Khan vào ngày 2 tháng 5, thì các nhà lãnh đạo lưỡng đảng của ủy ban đã lựa chọn hạ viện, viết rằng TikTok đã buộc người dùng phải kêu gọi quốc hội để vận động hành lang thay mặt họ. Chủ tịch John Molena và thành viên xếp hạng Raya Krishnamoorthy đã viết rằng vào đầu tháng 3, vài ngày trước khi hạ viện thông qua dự luật TikTok, người dùng bao gồm cả trẻ em dưới 13 tuổi đã phải cung cấp mã zip của họ để gọi đại diện lập pháp của họ hoặc là tắt hoặc là khởi động lại ứng dụng để có thể có quyền truy cập vào nội dung của ứng dụng. Các nhà lãnh đạo Ủy ban Lưỡng Đảng cho biết thông báo đầy của TikTok dẫn đến việc ít nhất một trẻ em đe dọa sẽ tự sát nếu Quốc hội thông qua dự luật. Họ cũng yêu cầu FTC điều tra xem hành động của TikTok có vi phạm mục năm của đạo luật FTC hay không, vốn bảo vệ người tiêu dùng khỏi các hành vi không công bằng và lừa đảo về dự luật bằng cách gọi đó là sự đóng cửa của TikTok. Tuy nhiên thì người phát ngôn của TikTok khẳng định rằng các thông báo đẩy có thể loại bỏ chỉ dành cho người dùng trưởng thành. Yêu cầu của các nhà lập pháp là hành động mới nhất chống lại ứng dụng chia sẻ video sau nhiều tháng tranh cãi. Vụ kiện này là diễn biến mới nhất trong cuộc chiến pháp lý kéo dài về tương lai của TikTok tại Hoa Kỳ và một vụ kiện có thể kết thúc trước tòa án tối cao. Nếu như TikTok thua thì hãng này sẽ buộc phải đóng cửa vào năm tới thông tin này cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo